Chủ tịch FIFA lên tiếng Việt Nam có cơ hội tham dự vòng chung kết World Cup năm 2022. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino muốn nâng số đội tham dự vòng chung kết World Cup năm 2022 lên con số 48 đội tham dự. Đó sẽ là cơ hội vàng để bóng đá Việt Nam vươn ra tầm thế giới. FIFA đã chính thức thông qua việc vòng chung kết World Cup năm 2026 sẽ được tăng lên từ 32 thành 48 đội. Tuy nhiên, chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA muốn điều này được thực hiện sớm hơn đến 4 năm. Cụ thể, ông Gianni Infantino sẽ thương lượng với nước chủ nhà Qatar để vòng chung kết World Cup năm 2022 có 48 đội thi đấu. Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino chia sẻ như sau: "Chúng tôi sắp có cuộc thảo luận cụ thể với nước chủ nhà Qatar rồi với hội đồng của FIFA và các bên liên quan khác. Trong vài tháng tới về việc vòng chung kết World Cup năm 2022 có được mở rộng lên thành 48 đội hay không. Chúng tôi luôn tôn trọng vai trò của nước chủ nhà Qatar và việc dự định lấy thêm sân ở một quốc gia khác là chỉ nhằm để giải quyết bài toán chuyên môn chứ không áp đặt Qatar phải chia sẻ quyền lợi của mình với nước khác. FIFA sẽ không làm Qatar thất vọng trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào một cách thấu đáo và dứt khoát nhất ngày hội bóng đá sôi so động và đầy bất ngờ thú vị này cũng sẽ giúp các quốc gia xích lại gần với nhau nhiều hơn đối thoại và hàn gắn những đổ vỡ trước đó vậy thì tại sao world cup không có thêm nhiều đội tham dự ở đây chứ tiêu chí của chúng tôi là mang bóng đá đỉnh cao đến với tất cả các quốc gia trên thế giới Việc chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino muốn nâng số đội tham dự vòng chung kết World Cup năm 2022 tại Qatar lên con số 48 đội là cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu lần đầu tiên được thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu đề xuất trên được thông qua, châu Á sẽ được FIFA phân bổ từ 7 đến 8 suất tham dự cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, để giành được một tấm vé, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối đầu với rất nhiều ông kẹ của bóng đá châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út, Australia và Uzbekistan. Ngoài ra vẫn còn đó những đối thủ rất mạnh khác như Iraq, Syria, Kuwait, UAE và Liban hay thậm chí là đại kinh địch Thái Lan. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn có lý do để tin vào giấc mơ lớn này. Bởi ở thời điểm diễn ra vòng chung kết World Cup năm 2022 thì những người hùng của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Công Phượng, Văn Đức, Văn Thành hay Xuân Trường đang ở độ tuổi sung sức nhất và bắt đầu chính với từ 4 đến 5 năm liên tục khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngoài những ngôi sao kể trên, đội tuyển Việt Nam ở thời điểm đó còn được bổ sung thêm những cái tên đã từng tham dự vòng chung kết U20 World Cup năm 2017 như Trọng Đại, Thanh Bình, Hoàng Nam, Tấn Tài, Tấn Sinh hay Trần Thành. Và khi đó chúng ta sẽ có một đội hình rất cạnh tranh và chất lượng được tạo thành từ sức trẻ và kinh nghiệm. Ở một diễn biến khác thì ông Bác Hàng So đã tiết lộ đội hình mạnh nhất của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ISAS 2018. Với 30 cái tên trong danh sách mới được công bố, đội tuyển U23 Việt Nam sở hữu đội hình rất mạnh, được tạo nên bởi sức trẻ, tài năng và kinh nghiệm. Mới đây, huấn luyện bá hàng so đã chính thức công bố danh sách 30 cái tên được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam để nhằm chuẩn bị cho giải đấu tứ hùng do VFF tổ chức và ASAS 2018. Trong đó câu lạc bộ Hà Nội FC và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là hai đội bóng gốc quân số nhiều nhất với 8 cái tên được tham dự. Với danh sách có đầy đủ sức trẻ, tài năng và kinh nghiệm, đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại ISAS 2018 sắp tới. Dưới đây là đội hình mạnh nhất của đội tuyển U23 Việt Nam mà huấn luyện viên Bá Hàng So nhiều khả năng sẽ sử dụng tại đại hội thể thao châu Á sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây. Đội hình 4321 gồm Văn Lâm, Xuân Mạnh, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Hùng Dũng, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức và Tiến Linh. Dù có sự xuất hiện của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng nhưng Đặng Văn Lâm mới chính là người được giới chuyên gia và người hâm mộ đặt niềm tin lớn nhất trong khung gỗ của đội tuyển U23 Việt Nam lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam. Không có gì bất ngờ khi thủ thành của câu lạc bộ Hải Phòng này sẽ là người đứng trong khung gỗ của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Ajax 2018. Chơi ở phía trên của thủ môn Việt kiều này sẽ là bộ đôi trung vệ quen thuộc của câu lạc bộ Hà Nội FC và của đội tuyển U23 Việt Nam là Đình Trọng và Duy Mạnh. Chơi ở hai bên cánh sẽ là Phạm Xuân Mạnh của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Vũ Văn Thành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là nhân tố U23 cộng 3 nên Nguyễn Hùng Dũng xứng đáng có một vị trí chính thức với màn trình diễn tại v 2018 trong thời gian qua. Tiền vệ của đội bóng thủ đô sẽ là trợ thủ đắc lực giúp Lương Xuân Trường rảnh chân để tập trung vào nhiệm vụ bao quát lối chơi cho toàn đội U23 Việt Nam. Với phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, Phan Văn Đức và Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng sẽ được tin dùng ở hai bên cánh còn công phượng sẽ chơi ở giữa. Trong khi người chơi cao nhất trên hàng công U23 Việt Nam chắc chắn sẽ là Nguyễn Tiến Linh. Phương án thứ hai thủ môn sẽ là Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Thành, Hùng Dũng, Xuân Trường, Văn Hậu, Văn Đức, Anh Đức và Quang Hải. Phương án thứ ba sẽ là thủ môn Văn Lâm, Hồng Duy, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Lợi, Triệu Việt Hưng, Minh Vương, Văn Toàn, Đức Trinh, hoàng minh tuấn và quang quyết